Có lẽ đây là cái thời điểm để mà chúng ta bắt đầu mùa giải thứ 33 với lời chúc của Tô Mỡ dành tặng đến cho anh em. Đấy chính là Mỡ chúc anh em có được một cái con tanker trong đội hình như thế này. Ở thời điểm hiện tại, cái KDA của khu Phra đang cực kỳ xanh chín. Một phá đi vào trong này, không có đường đi mà. Hóa ra là không bảo chủ bảo thủ lao vào hất ném luôn vào từ đi từ vị trí của Eritel. Hóa khối cầu công kích Fendi không bay được. Angela không chạy được với team bạn bị hủy diệt ở trong cái tình huống này. Có tốc biến ở đây, có đầy đủ bộ kỹ năng ở đây. Một tình huống di chuyển câu đi sát thương đến từ Paquito và anh ta đang gồng. Khoảng cách là xa, nhưng kết hợp với đó là cái tốc biến. Trời ơi, con khu pha nó làm hết luôn anh em ạ. Hello, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Và có lẽ đây là cái thời điểm để mà chúng ta bắt đầu mùa giải thứ 33 với lời chúc của Tô Mỡ dành tặng đến cho anh em. Đấy chính là Mỡ chúc anh em có được một cái con tanker trong đội hình như thế này. Và đây chính là gameplay mà Mỡ muốn chia sẻ đến cho anh em. Từ một cái người chơi đã đồng hành cùng với Mỡ ở giai đoạn cuối mùa giải thứ 32, đấy chính là anh chàng Danh với con bài Kufra. Ở trong cái tài khoản có nickname là Mr. TXT, anh ta đã đi 3 cùng với Mỡ ở trong những cái trận đấu cuối mùa giải này. Để mà chúng ta sẽ cùng xem tại sao Mỡ lại muốn anh em có được một cái con tay, chỉ cần có được một cái con tay như thế này ở trong đội hình thôi anh em nhá. Ok, let's go. Rồi, vào trong trận đấu này, anh chàng Danh anh ta sẽ sử dụng cái nickname Mr. TXT, chơi cho mình đó là cái vị tướng Kufra. Và người chơi đi rừng quen thuộc vẫn là cái con bài Barat thôi. Mỡ sẽ sử dụng cái vị tướng Kling, nhưng mà ở trong trận đấu này team Mỡ có một vị tướng xạ thủ nữa bên cạnh Kling, đó chính là Leslie, đi đường giữa là Lilia. Trong khi đó thì bên phía của team bạn vẫn sử dụng những cái chất tướng rất là biết nhường nhịn nhau mà thôi. Irithel, một vị tướng xạ thủ đã tương đối yếu ở meta hiện tại mùa giải thứ 33, đi đường vàng cặp đôi Fendi, Angela, kèm theo đó là cái vị tướng Paquito đi đường kinh nghiệm, và cuối cùng là Odin đi đường giữa. Đầu tiên anh chàng Kufra, anh chàng Danh sử dụng cái vị tướng Kufra thôi, Mỡ cứ gọi là Kufra anh em nhá. Sử dụng cho mình đó là cái đôi giày đảo đường cổ động, và sau khi mà ra giúp đường giữa gây áp lực dọn dẹp đường lính xong thì sẽ là di chuyển xuống đường dưới. Mỡ ở trong trận đấu này sẽ sử dụng đó vẫn là cái con bài Kling đi đường kinh nghiệm trong cái bối cảnh mà Leslie đã tranh đi đường vàng. Dĩ nhiên là ở trong cái trận đấu này, bởi vì chúng ta đi team 3, vì thế cho nên là những cái người chơi đi team cùng nhau là phải đi hỗ trợ backup cho nhau, chứ không phải là anh em đi team 3 xong rồi đừng ông đi, đừng tôi đi, như thế thì đi team 3 cái gì nữa hả anh em. Ok, giai đoạn đầu game khởi đầu hơi lỗ một tí đấy từ vị trí Kling. Tuy nhiên một tình huống bạo chủ báo thù gồng ra, khối cầu công kích được kích hoạt lên và Paquito anh ta không lùi được về trong tình huống này. Mã gục dành cho Kling, support quá tuyệt vời đến từ Kufra và sớm lên cho mình đó là cái đôi giày giảm hiệu ngồi chiêu. Và khi mà Kufra support cho cái vị tướng xạ thủ của anh ta thành công thì anh ta bắt đầu di chuyển ra đường giữa để mà lấy tầm nhìn. Anh em nên nhớ là một cái điều mà những cái con tanker nên làm, hoặc là những cái người chơi đảo đường nên làm, đó chính là khi mà anh em support giao tranh xong thành công thì cái việc mà anh em cần phải làm đó chính là di chuyển liên tục để lấy tầm nhìn, đảo ra đường giữa để hỗ trợ cho cái vị tướng pháp sư. Và cần phải lưu ý khi mà cái con rùa nó chỉ còn khoảng tầm 10 giây nữa thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ là di chuyển về hang cái con rùa này. Đó, anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Ngay lập tức anh chàng Kufra này đã di chuyển về phần hang của con rùa để mà chuẩn bị tiến hành một tình huống ăn rùa ở trong cái trận đấu này. Kiểm soát rùa và kèm theo đó là hỗ trợ người chơi đi đường kinh nghiệm ở đường dưới. Và dĩ nhiên là trong trận đấu này là anh ta cũng hỗ trợ luôn đó là vị trí của Kling, cũng là một trong những cái người mà đi chiều cùng anh ta ở trong cái trận đấu này. Liên tục nấp bụi ở đây không phải gọi là đứng ở cho vui đâu anh em nhá. Đứng ở trong bụi như thế này là vừa là để lấy tầm nhìn và vừa là để ngăn cản những cái tình huống đảo súng ganh đến từ những cái vị tướng dồn nhiều đam như là Paquito, như là Fendi. Và đang lởn vởn có mặt ở đây, Barat bây giờ mới di chuyển ra, đi vào bụi lấy tầm nhìn đến từ Kufra, sử dụng khối công kích để giảm đi cái lượng sát thương đến từ các thành viên bên phía của team bạn, và sẽ làm cái tình huống công bỏ chủ báo thù bay vào đâu đây? Bay vào Fendi, hất tung Fendi lên, khối công kích để cho Fendi không bay được trong tình huống này, hỗ trợ cho Barat có được cho mình mạng của Angela. Rùa thuộc về cho team của Kufra, ném đó là Odin vào tường, Odin không kịp bật chiêu cuối lên và giao tranh thắng lợi đến từ đó là cái anh chàng Kufra cùng với những cái người đồng đội của mình. Anh em thấy cái sự đóng góp trong giao tranh đến từ một cái con tanker nó hiệu quả không anh em? Rồi và ở đây khi mà Kling đã giúp kèo thì Kufra lao vào, tốc biến đến từ Paquito nhưng tốc biến theo đến từ xạ thủ Kling, và đó là mạng thứ tư đến từ bên phía của team anh chàng Kufra. Bản thân anh ta đã có được cho mình đó là 4 mạng hỗ trợ ở trong những cái pha giao tranh vừa xong rồi. Đấy, đôi khi tôi nói thật với anh em là
có cần gì ở trong một trận đấu đâu. Chỉ cần một cái con tanh như vậy thôi là anh em sẽ có được cho mình những cái trận đấu đầu tiên của mùa giải thứ 33 đó được thuận lợi rồi. Một con tanh biết khi nào thì nên hỗ trợ cho những cái người đồng đội của mình, biết khi nào thì đi lấy mét và biết vào giao tranh như thế nào. Tổng hợp được ba điều đó thì anh em sẽ có được một cái vị tướng tanker hoàn hảo trong tựa game Mobile Legends của chúng ta. Đấy, đôi khi nói thật với anh em, mặc dù vẫn biết là ở meta hiện tại những cái chất tướng đảo đường sát thủ như là cái con gì nhỉ anh em nhỉ? Như là cái con Natalia, như là con Saber, như là con heo cớt, nó đang là những cái chất tướng sát thủ đảo đường mạnh. Nhưng phải nói thật với anh em rằng là nếu như mà để tìm một vị tướng đảo đường tanker truyền thống ý, như là Tywill, như là Khufra, như là Atlas ý, mỡ vẫn thấy thích và an tâm hơn so với những cái chất tướng đảo đường theo thiên hướng dồn đam. Bởi vì những cái chất tướng đảo đường dồn đam có khi là những cái vị tướng đó còn ăn mạng của chúng ta cơ. Còn những cái chất tướng đảo đường theo thiên hướng chống chịu như Khufra, như là Barra, như là Tywill, như là Atlas ý, nó vẫn có cái gì đấy rất là uy tín. Và đây, Khufra lao vào trách tầm nhìn có sự xuất hiện của ba thành viên bên phía của team bạn và hất tung được thành công, giữ chân lại được đó là Angela. Angela tốc biến đi và Odin cũng không còn đủ máu trong cái tình huống này. Một cái pha ganh tuy là đã gây khó dễ đến từ các thành viên bên phía của team bạn, nhưng hơi đáng tiếc là Fanny vẫn có được cho mình đó là cái con mùa tím. Trong khi đó thì ở đường trên thì cặp đôi Leslie Irithel cũng đã có được một cái màn gọi là trao đổi về mã gục với nhau. Nhưng rõ ràng là lời hơn đến từ Leslie khi mà shutdown được thành công xạ thủ đến từ bên phía của team bạn. Bây giờ thì ở đường dưới lại một tình huống đứng ở sau lưng của Kling lao lên, nhưng lần này thì Paquito anh ta đã bắt đầu biết được rằng là thằng Kling này nó không đứng cao như vậy không vì lý do gì cả. Bởi vì đây là một cái trận đấu rank chí tôn mà anh em, cho nên là Paquito bây giờ đã đánh cẩn thận hơn rất là nhiều rồi. Ngay lập tức sau khi giúp đỡ vào vị trí của Kling ở đường kinh nghiệm, anh chàng Khufra này di chuyển ra hang rùa bởi vì đang có đánh nhau ở đây, sẽ làm cái tình huống gồng bạo chúa báo thù. Barad nuốt được ai đó, anh ta lao vào hất tung thành công hai thành viên, ba thành viên hóa thành khối cầu công kích team bạn không chạy nổi trong tình huống này. Và Khufra anh ta đã làm trọn vẹn cái nhiệm vụ của mình, lao vào giao tranh tung hiệu khống chế và giữ chân team bạn lại để cho người chơi đi rừng có thể gọi là tung hoành với những cái mạ gục. Đây anh em thấy không, đôi khi những cái người chơi tanh chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Nào, gồng bạo chủ báo thù hất tung được đó là cái vị trí của Paquito, dậm khối cầu công kích. Paquito tốc biến lùi về, lại một lần nữa người chơi đồng sĩ đường kinh nghiệm đã phải mất đi cho mình đó là cái phép bổ trợ tốc biến trong cái bối cảnh mà khu pha anh đi bao bám luôn. Đấy, khi mà team của anh em đã có được một cái con tanh như này thì cái tỷ lệ giành được chiến thắng của anh em nó đã phải lên đến cái con số hơn 50% rồi. Những cái phần trăm còn lại là phụ thuộc vào người chơi đi rừng và người chơi pháp sư và người chơi xạ thủ của anh em để mà có thể kiến thiết được trận đấu này thôi. Chứ nói thật với anh em, một cái con tanh di chuyển liên tục bao sân như này và đây gầu bạo chủ báo thù bay không vào vị trí của đó là Paquito, nhưng đứng chặn đường và sẵn sàng dùng chiêu cuối luôn. Trời ơi, mong một cái con tanh như thế này chứ còn mong đợi một cái con tanh như thế nào nữa anh em. Một con tanh lo bao mép, trách bụi, trách tầm nhìn, đảm bảo rằng là sát thủ bên phía của team bạn không vào được những cái chất tướng đam chính của chúng ta. Và ngay lập tức nhìn trên minimap thấy xạ thủ của đồng đội đang bị bao vây thì Khufra đã có một cái tình huống di chuyển xuống để trách tầm nhìn đấy, kiểm soát, đảm bảo rằng là ở trong cái bụi này không có một cái người chơi nào ghé thăm vào vị trí xạ thủ của anh ta. Sau đó anh ta bắt đầu mới di chuyển đi. Đấy, chơi những cái con tanh như này nó thật với anh em, mỡ không hề biết chơi tanh một tí gì cả, nhưng mỡ hiểu được rằng là những cái đóng góp đến từ những cái người chơi tanh cường nó kinh khủng đến như thế nào. Chính vì một cái con tanh như thế này mà cái con Kling đi đường kinh nghiệm nó không bị Paquito đè, mà nó có KDA 3-1-1 rất là xanh và bây giờ sẽ là di chuyển lên đường trên cùng với rất nhiều những cái người đồng đội và sẽ làm cái tướng gồng bảo chủ báo thù gồng chắc đầu. Bởi vì nếu như mà bay thẳng vào có khi xạ thủ bên phía của team bạn có thể chạy được về, nhưng với một cái tình huống chặn đầu và xạ thủ bên phía của team bạn thấy cái con Khufra nó ở phía bên kia chắc chắn là sẽ không bao giờ có được một cái tình huống là chạy về hướng đấy nữa, không bao giờ có một cái tình huống chạy về phía anh nữa. Và đây Khufra gồng vào chủ báo thù lên, đây là khối cầu công kích anh em ạ, hất tung thành công, ném vào tường đi từ vị trí của Fanny và solo kill đến từ Khufra tốc biến thoát khỏi cái chiêu cuối đến từ vị trí của Odin. Và như vậy là có được cho mình đó là mạng đầu tiên và mạng hỗ trợ thứ 10 ở trong cái trận đấu này. Chơi game này nó hoàn hảo đến như thế này chứ còn mong chờ gì nữa hả anh em. Và nếu như mà những cái tình huống như thế này nó tiếp tục diễn ra thì khả năng cao cái việc mà Khufra có được cái MVP ở trong cái trận đấu này nó là cái điều quá là bình thường. Như anh em có thể nhìn thấy bây giờ Khufra team 13 mạng, bản thân Khufra KDA 1010, tức là đóng góp vào trong hầu hết mọi giao tranh lớn nhỏ trong team rồi. Barad KDA là 414 nhưng mà cũng chỉ có tổng là 8 thôi. Anh em nên nhớ là KDA ở thời điểm hiện tại nó sẽ cộng theo cái kiểu gọi là cộng số mạng hạ gục và kèm theo đó là số mạng hỗ trợ, có thể là trừ hoặc là tính trung bình chia cho số mạng bị lên bảng điểm số. Và ở thời điểm hiện tại cái KDA của Khufra đang cực kỳ xanh chín,
một phát đi vào trong này, không có đường đi mà. Hóa ra là gồng bạo chủ báo thủ lao vào hất ném luôn vào từ vị trí của Eritel. Hóa khối cầu công kích Fendi không bay được, Angela không chạy được và team bạn bị hủy diệt ở trong cái tình huống này. Câu đủ chiêu rồi lùi về, vẫn còn một chấm máu, nhưng ở đây có người đồng đội, đấy là Kling bạo chủ báo thủ. Đâu đây là khối cầu công kích rung lên và Fendi không đu đi được. Quá kinh khủng, trời ơi, anh em muốn mong chờ gì ở một cái con tanker như thế này. Ê, không sao cả anh em ạ. Đôi khi là phải có một cái tình huống check map là như vậy thì con Paquito nó mới không tìm được đến vị trí của con Kling anh em ạ. Và đó là một cái tình huống chơi mà mỡ nghĩ là nó không thật sự quá cần thiết, nhưng nó cũng chấp nhận được. Khi mà con Paquito, anh em trông con Paquito thế thôi chứ nó ăn được 4 mạng gục rồi đấy anh em ạ. Nó mà đấm cho cái con Kling này có khi lòi dòm, nhưng ở thời điểm hiện tại Kling cũng đã đánh khá là bó cẩn. Anh ta sau khi xong được cho mình đó là cái vô tận chấn thương và kèm theo đó là cái thiên phạt kiếm, thì anh ta cũng đã cầm lên được cho mình đó là cái cung thần phong rồi. Một cái việc lên món trang bị sớm như thế này thì những cái chất tướng dồn sát thương bí từ bên phía của team bạn như là Fendi, như là Paquito sẽ không thể sốc đam được. Rồi bây giờ thì khu pha đã hồi sinh dậy, anh ta lên cho mình đó là cái băng thạch kèm theo đó là cái giáp bất khuất để giảm đi cái lượng sát thương đến từ bộ skill của con Fendi gồng bạo chúa báo thù ở trong bụi, nhưng không phát hiện ra được ai cả ở trong cái tình huống này. Và tiếp tục đi check lấy tầm nhìn, đường dưới thì Barat và Leslie đang ăn đi cho mình đó là cái con Lord. Và ở đây là giữ chân lại được đó là Paquito, cầu đi một lượng máu tương đối lớn đến từ đầu sĩ bên phía của team bạn, thu hút rất nhiều sát thương và tốc biến đi, làm chậm cái độ di chuyển ra hàng Lord đến từ bên phía của team bạn. Và bây giờ thì sẽ làm tình huống giao tranh, ăn được Lord đến từ Barat, nhưng team bạn tập trung quá đông ở đây. Và Barat cũng đã làm tốt công việc của mình rồi, Kufra gồng vào chỗ báo thủ nhưng lao vào không trúng, tốc biến lên đến từ Kling. Vẫn đó là mạng của Odet, giao tranh đang dừng đổ ra, Fanny không bay được trong tình huống này, Kling sấy là tương đối rát. Và Fanny, ôi, Fanny có một cái pha quay ngược trở lại sốc đam, chiêu cuối của Fanny vẫn còn. Và đó là tất cả những gì mà anh chàng Kufra có thể làm được khi mà team bạn đang tập trung rất đông và họ cũng đã giành được chiến thắng ở trong cái tình huống giao tranh trước hàng Lord vừa xong. Và rất may mắn là ở trong cái tình huống này là bên phía của team bạn cũng đã không ăn được cho mình đó là cái Claw. Chứ nếu mà team bạn ăn được thì cái hậu quả sẽ là tương đối lớn, bởi vì anh em nhìn kìa, cái lượng tiền ở thời điểm hiện tại giai đoạn đầu game đang có vẻ như là giao tranh thắng nhưng mà nó đang ngang nhau. Phải đi làm gì đây, đu vào, ui, kích thiên phạt kiếm. Không cần chiếc đồ cũng đã biết cái tình huống vừa xong, Fanny đã lên thiên phạt kiếm lao vào chỉ cần 1 giây và kèm theo đó là cái chiêu cuối thôi. Leslie bay màu, phun máu bay màu chỉ trong khoảnh khắc, quá kỳ khủng anh em ạ. Và ở trong trận đấu này thì team bạn họ nhỉnh lên hơn với lượng vàng chênh lệch và kèm theo đó là cái chỉ số mạng gục ở giai đoạn đầu game là bây giờ đã gần như là cân nhau rồi anh em ạ. Những tình huống càn lướt lên đến từ vị trí của Barat, nuốt được đó là Paquito vào tường, dùng ulti luôn, không ngần ngại và shut down đi được Paquito. Tiếp đến là lợi thế đến từ bên phía của team mỡ, team bạn mới bị có được cho mình một cái tình huống vượt trội hơn nhưng bây giờ Paquito đã bị shut down đi mất rồi. Và lượng vàng ở thời điểm hiện tại bên phía của team bạn nó vẫn nhỉnh nhưng mà chỉ nhỉnh hơn đâu đấy nó khoảng 500 vàng mà thôi. Sẽ là cần phải đánh cẩn thận ở trong những cái tình huống kế tiếp bởi vì team bạn nó hoàn toàn có thể lật được kèo. Kufra gồng bạo chủ báo thù, anh ta sẽ làm gì đây, anh ta đu ra bên kia hất tung được đó là Fendi. Fendi không bay được và tạo khoảng trống cho Barat có thể dồn sát thương, shut down đi được xạ thủ bên phía của team bạn. Và khi mà mất đi cho mình đó là sát thủ và hỗ trợ kèm theo đó là đấu sĩ thì team bạn chỉ còn biết cách lùi về. Team mỡ ở thời điểm hiện tại đã lấy lại được cái thế trận vượt trội ở giai đoạn đầu game, vượt hơn một chút về lượng vàng và chỉ số về mạng gục cũng đã nhỉnh lên hơn rồi. Rồi trận đấu này Kufra vẫn đang đánh tương đối tốt, có tốc biến ở đây, có đầy đủ bộ kỹ năng ở đây. Một tình huống di chuyển, câu đi sát thương đến từ Paquito và anh ta đang gồng, khoảng cách là xa nhưng kết hợp với đó là cái tốc biến. Trời ơi, con Kufra nó làm hết luôn anh em ạ. Mong chờ gì nữa ở một cái con Kufra này. Và khi mà team bạn bị hủy diệt Odet kèm theo đó là Irritel thì Kling được chơi, double kill đến từ Kling. Tiếp đến là một tình huống tốc biến qua tường, xấy tan nát Paquito, triple kill. Và không kỳ bạo gục đi được Angela, team của anh chàng này đòi lại được thế trận khi mà tới 4 thành viên bên phía của team bạn bị bay màu trong cái pha xử lý vừa xong. Và đây sẽ là cái cơ hội để mà cho team của Kufra có thể lấy đi được cho mình đó là cái công trình ở đường giữa, kèm theo đó là cái công trình ở đường dưới, cái trụ thứ hai công trình ở đường dưới. Đấy, trời ơi, một cái con Kufra nó đã đánh đến như thế rồi. Nhiều khi anh em thấy những cái con xạ thủ như là Kling, anh em nhìn này, KDA 1134 đúng không? 10.000 tiền xanh thôi anh em. Nhưng mà vấn đề ở đây là ai làm cho cái con Kling này xanh thì anh em lại quên mất đi. Anh em lại đánh giá quá thấp cái tầm ảnh hưởng cũng như là sức mạnh của một cái con tanker nó đã make play kinh khủng đến như thế này. Nói thật với anh em là mỡ mà chơi cùng mấy cái ông tanker, mỡ rất là biết ơn và mỡ rất là cảm thấy gọi là đánh giá cao cái màn trình diễn của một cái người đóng góp trong giao tranh có thể nói là cực kỳ thầm lặng. Và bây giờ thì team mỡ sẽ vượt trội lên hơn rất nhiều với sức mạnh được cường hóa đến từ cái con Lord này.
sẽ là một cái đợt lính được đẩy 3 đường, và bây giờ cái lượng vàng chênh lệch nó đã lên đến cái con số là 4.000 tiền rồi. Lúc nãy còn đang ngang team bạn còn đang dẫn vàng, và bây giờ chỉ trong vòng 1-2 phút đã là 4.000 tiền rồi. Và giao tranh được nổ ra, Kufra sẽ là lao vào nhưng Barat nuốt được Fanny, và sau đó Fanny bị dồn ra thường. Sát thủ đi từ bên phía của team bạn lên bản điểm số. Trận đấu này Fanny bay rất khó bởi vì có sự xuất hiện đến từ Kufra, một lượt counter pick đến từ người chơi sát thủ đi rừng bên phía của team bạn. Và với việc mất đi cho mình đó là Fanny rồi thì team bạn sẽ chỉ còn biết cách co cụm ở bên trong nhà chính và chờ những cái tình huống mà Fanny hồi sinh dậy để mà đu ra đánh nhau thôi. Nhưng liệu rằng bây giờ team bạn còn cơ hội để lật kèo không? Angela có mặt ở đường dưới, kèm theo đó là Irithel và Ode. Tầm này là khá xa, Kufra có tốc biến nhưng đó là một cái tình huống xa quá anh em ạ, Kufra sẽ không thể tiếp cận được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ cái con lót lên chặn lính đến từ vị trí của Paquito rất là tinh quái. Nhưng bây giờ thì team của anh chàng Kufra bắt đầu di chuyển, dùng cái đôi giày đảo đường ẩn thân, gồng bạo chú báo thù nhưng không bay được chúng. Ô để Fanny đu ra rồi, liệu có đu về được không? Và ở đây ui Fanny về được nhưng Irithel thì không. Thiệt phạt kiếm đến từ Kling sốc đam là quá đau. Kufra nhảy vào, ô để bật chiêu cuối kèm quyền trợ mùa đông nhưng không có đam. Nhà chính bên phía của team bạn đang bị đánh, và đó là chiến thắng ở trong trận đấu này đến từ người chơi Kufra. Hy vọng rằng ở mùa giải thứ 33 anh em sẽ có được cho mình những cái con tài chất lượng như anh chàng Kufra này nhá. Và nếu anh em thấy video clip này của Mỡ thú vị thì đừng quên để lại cho Mỡ một like, đăng ký kênh, và game đấu này á, Kufra MVP anh em ạ. Wow.